Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đội Cổ Thủ 8. Hiện tại là 11 giờ trưa ngày 18 tháng 4. Chúng tôi có quay một video clip mà giới thiệu đến quý vị khách hàng, như là gửi tới anh Định tại Vĩnh Phúc. Đấy, anh có đặt chúng tôi một chiếc sập mà ngồi gương đỏ rồi, thì anh có muốn mua thêm một chiếc kệ TV. Tôi có quay video và gửi tới anh mẫu kệ TV này. Đây là chiếc kệ cột gỗ gõ đỏ, có kích thước tổng thể là 2m4. Đấy, đây là tổng thể chiếc kệ đây. Chiếc kệ này trơn và đục chạm hoa văn này rất ít này. Cách mà sử dụng thì là rất là dễ lau chùi, không có nhiều chi tiết, 100% là chất liệu gỗ gõ đỏ, hàng đẹp. Đây nha. Quay gần hơn giới thiệu cho anh Định cùng quý vị khách hàng xem. Chúng tôi vẫn chưa lắp khóa, đang đánh cái giáp nhưng chưa lắp khóa chứ gì, hoàn thiện xong hết thì mới lắp khóa. Video tôi đang quay tại xưởng. Bên kia là xưởng sản xuất ở phía trong này mọi người nhé, ngoài là nơi hoàn thiện chúng tôi. Hoàn thiện sơn đánh cái giáp ở bên ngoài này. Ngoài ra còn rộng, tít ra ngoài sân nữa. Đó, tít ra ngoài sân rất là rộng, rất là rộng luôn. Xưởng xẻ là tít bên ngoài kia nhé quý vị nhé. Quý vị đến địa chỉ chúng tôi là ở Văn Phúc, Cà Phê Phú Thọ này. Rồi tôi xin kết thúc video này để gửi anh Định ở Vĩnh Phúc.